ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, Vietinbank và Manulife Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền 16 năm phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tham dự vào chứng kiến buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính cùng các lãnh đạo của Vietinbank và Manulife. Theo thỏa thuận, Manulife Việt Nam sẽ phân phối độc quyền các giải pháp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng Vietinbank tại Việt Nam ngay khi nhận được sự chấp thuận theo luật định. Sự hợp tác này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe và ổn định tài chính bền vững cho các cá nhân, gia đình cũng như doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, quản lý tài sản và an sinh hưu trí. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho biết, Vietinbank và Manulife Việt Nam có các thế mạnh và khát vọng chung, bổ sung tốt cho nhau để phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của cả hai đơn vị. Việc ký kết thỏa thuận là sự kiện quan trọng đánh dấu phát triển quan hệ hợp tác giữa Vietinbank và Manulife Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác này sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, gắn liền với tầm nhìn của Vietinbank trở thành ngân hàng dẫn đầu, uy tín nhất tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả nhất cho khách hàng. Chia sẻ trực tuyến từ điểm cầu Hồng Kông, ông Ani Wadwani, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Manulife châu Á, bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng việc hợp tác với Vietinbank sẽ giúp Manulife Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để đáp ứng các nhu cầu về bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư của khách hàng tại Việt Nam, cũng như đồng hành cùng hàng triệu người Việt Nam trong hành trình sắp tới. Tại buổi lễ, đại diện ban lãnh đạo Vietinbank và ban lãnh đạo Manulife Việt Nam đã tổ chức buổi trao đổi, giải đáp các câu hỏi đến từ các cơ quan truyền thông, báo chí về việc hợp tác giữa hai bên. Hai đơn vị khẳng định trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, thiết kế và cung cấp trọn bộ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phục vụ nhu cầu của tất cả các phân khúc khách hàng tại Việt Nam. Các sản phẩm này sẽ được phân phối thông qua đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và được hỗ trợ bởi các công cụ quy trình số hóa mới nhất. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.